nay là một ngày đặc biệt đối với chị em tổ 9B phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn. Hũ gạo tình thương đợt này chị em quyên góp được 40kg ủng hộ cho 4 hội viên khó khăn trong chi hội. Lời nói, hiệu triệu và cũng là hành động của Bác Hồ vào năm 1945, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa, đem gạo đó để cứu dân nghèo. Học và làm theo Bác, các chị em trong chi hội tổ 9B đã tiết kiệm từ bữa ăn gia đình, gom lại ủng hộ các chị em khác. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Cạn xem đây là tiêu chí để thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác bằng việc xây dựng mô hình hũ gạo tình thương. Hành động tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, giúp các chị em trong chi hội đoàn kết hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhà tôi là hộ nghèo nhưng mà chị em phụ nữ cũng giúp nhiều. Bây giờ tôi thoát được nghèo, bây giờ là còn hộ cận nghèo nữa. Cũng cảm ơn chị em phụ nữ của phường và của tổ. Đây là đợt ủng hộ gạo lần thứ hai từ sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 mà chị em tổ 9B đã thực hiện. Cái mô hình hũ gạo tình thương này là triển khai toàn tổ, thì mỗi người giúp một tí, thì nói chung là mỗi người một tí thì thành ra được nhiều. Mô hình hũ gạo tình thương đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Cạn phát động từ nhiều năm nay và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các chị em hội viên. Mô hình nhanh chóng được triển khai sâu rộng tới các cơ sở hội với mục đích giúp đỡ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa và giúp những gia đình có việc đột xuất cần có sự giúp đỡ. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Cạn tuyên truyền vận động các chị em hội viên, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ, ai có gạo thì ủng hộ gạo, ai có tiền thì ủng hộ tiền, tùy theo tấm lòng của mỗi người. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đức Xuân là một trong những cơ sở hội triển khai mô hình hũ gạo tình thương có hiệu quả. Vâng, quý vị đang đồng hành cùng chương trình khách mời trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, những năm qua thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Cạn quan tâm chỉ đạo sâu sát, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực hưởng ứng thực hiện với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, cụ thể và phù hợp với từng địa phương. Và để có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này, thì trong chương trình khách mời trường quay ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến đây hai vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên mà tôi muốn nhắc tới đó là chị Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Cạn. Vâng, xin chào chị Thu Anh, xin kính chào quý vị khán giả. Dạ vâng. Vị khách mời thứ hai là chị Đoàn Thị Nhâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn. Vâng, xin chào chị Tuyết Thanh. Xin chào MC, xin kính chào quý vị khán giả. Trước tiên thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, qua những ghi nhận, những hành vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là Hội Phụ nữ phường Đức Xuân đã có nhiều việc làm cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Vậy thưa chị Thanh, trên địa bàn toàn tỉnh thì đã có những hoạt động gì ạ? Thì thực hiện cái chỉ thị số 05 CTTVK ngày 15 tháng 5 2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh, thì trong thời gian vừa qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai rất nhiều những cái hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Và nhờ đó thì qua rất nhiều các cái hoạt động nay đã đi vào nền nếp, tạo được cái sức lan tỏa cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn của tỉnh ta. Dạ vâng. Đấy, qua những hoạt động như vậy thì có được những kết quả cụ thể như thế nào, chị có thể chia sẻ? Thì trong cái thời gian vừa qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đa dạng hóa các hình thức, rồi là biện pháp tuyên truyền và duy trì nhân rộng các cái mô hình làm theo lời Bác. Nội dung học tập làm theo lời Bác được các cấp hội cũng đã cụ thể hóa với cái nhiệm vụ của từng địa phương và đơn vị, và đặc biệt là với từng đối tượng thì cũng được xác định rất là cụ thể, như đối với lại cán bộ và đảng viên nữ và nhất là các cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thì luôn luôn là nêu cao cái vai trò làm gương đi đầu trong các cái hoạt động phong trào. Còn đối với lại ban chấp hành và cơ quan chuyên trách của cấp hội thì tập trung vào việc chỉ đạo triển khai tổ chức hiệu quả cái công việc của công tác hội. Đối với phụ nữ thì thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đó là tự tin, tự trọng, trung hậu và đảm đang. Chị em đã thi đua thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững. Các mô hình làm theo Bác trong thực hành tiết kiệm được duy trì và nhân rộng
như các mô hình ống tiền tiết kiệm, ngũ gạo tình thương, luôn lợn nhựa. Và kết quả thì trong năm 2019 vừa qua, thì các cấp hội đã vận động trẻ em tiết kiệm được 1 tỷ 357 triệu đồng, giúp cho 695 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để vay vốn. Và đây là cái nguồn vốn linh hoạt tạo điều kiện cho trẻ em có cái vốn sản xuất kinh doanh. Ngoài ra còn hỗ trợ được 16.658 ngày công, 7.811 vác củi, 12.807 kg gạo và hơn 500 triệu đồng, giúp cho 939 hộ gia đình, hội viên ốm đau hoạn nạn. Những kết quả đạt được từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì đã mang lại những ý nghĩa hết sức sâu sắc. Cái vai trò uy tín của tổ chức hội ngày càng cao và đặc biệt đã khẳng định được cái niềm tin của chị em phụ nữ tin tưởng gắn bó, trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Vâng thưa chị Nhâm, bên cạnh mô hình hũ gạo tình thương mà phường Đức Xuân đã thực hiện thì được biết rằng là trong những năm qua phường mình sẽ còn có những nhiều hoạt động cụ thể hơn nữa, thiết thực hơn nữa. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả đây được biết không? Bên cạnh thực hiện hiệu quả mô hình hũ gạo tình thương thì trong những năm qua thì Hội Phụ Nữ Phường Đức Xuân cũng đã thực hiện tốt một số hoạt động ý nghĩa thiết thực trong phong trào học và làm theo Bác, cụ thể như tuyên truyền vận động chị em xây dựng được 10 mô hình nuôi heo nhựa tiết kiệm với số tiền được 130 triệu đồng, thì chị em cũng đã trích một phần nhỏ số tiền đó để tham gia ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương của thành phố phát động. Và ngoài ra thì chị em còn thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán. Thì tổng số tiền chị em quyên góp ủng hộ là được trên 15 triệu đồng, thì tặng 83 xuất quà. Và ngoài ra thì em còn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Thì nhân dịp ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, thì chị em đã tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và tặng các cháu thanh niên lên đường nhập ngũ, thì với số tiền tặng là trên 6 triệu đồng bằng 52 xuất quà. Và ngoài ra chị em còn thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang, thì với lại quỹ ủng hộ công tác hậu phương quân đội thì chị em đã tham gia ủng hộ với số tiền là gần 5 triệu đồng. Và ngoài ra thì chị em còn thực hiện tốt về xây dựng quỹ tiết kiệm cộng đồng tại chi hội. Thì hiện nay là ở phường Đức Xuân thì có 8 mô hình tiết kiệm cộng đồng, thì với số tiền tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng thì đã tạo điều kiện cho 25 chị vay với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Và ngoài ra chị em còn giúp nhau 515 ngày công, trong đó là để làm đường liên tổ này, rồi là giúp gia đình chính sách bị tốc mái do mưa lốc và giúp các gia đình có việc hiếu. Và ngoài ra chị em còn giúp nhau ngày công gấy gặt này, rồi là công vun trồng ngô. Và ngoài ra thì hội cũng tuyên truyền vận động chị em thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, như là giảm thiểu túi ni lông khi đi chợ mua rau và thực hiện mô hình là làn nhựa đi chợ. Và ngoài ra thì trong các ngày lễ Tết và ngày lễ lớn của hội, của đất nước, của địa phương thì chị em đã ra quân tổng vệ sinh các đoạn đường phụ nữ tự quản và tu sửa chăm sóc các đoạn đường trồng hoa và các hàng rào xanh của hội. Vậy thì việc tuyên truyền tới các chị em tại địa phương tham gia vào những phong trào như thế này thì có gặp phải những khó khăn và thuận lợi gì không thưa chị? Vâng, thì việc tuyên truyền vận động chị em tham gia vào phong trào học tập và làm theo Bác cũng như phong trào của hội thì phường thì không gặp khó khăn gì và được chị em đồng tình hưởng ứng nhiệt tình. Với chuyên đề năm 2020 là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ triển khai tới hội cơ sở như thế nào thưa chị Thanh? Năm 2020 thì tỉnh Hội Phụ nữ đã vận động các chị em cán bộ và hội viên tích cực học tập và làm theo lời Bác theo những hình thức cụ thể, thiết thực, và đặc biệt là các cán bộ cũng như là hội viên sẽ tham gia thực hiện cái mô hình tiết kiệm lợn nhựa để có một cái nguồn quỹ xây dựng 10 nhà máy ấm tình thương dành cho 10 chị hội viên phụ nữ nghèo. Thì đây là công trình chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 của Phụ nữ Bắc Cạn.
Và cùng một điều nữa đó là muốn thực hiện tốt thì bản thân tôi nghĩ rằng là cần phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nữa, đúng không ạ? Vậy thì chị nghĩ sao về điều này, cũng như là chị có đưa ra những giải pháp gì để thực hiện trong thời gian tới không? Thưa chị, có thể nói rằng năm 2020 là năm cuối cùng mà chúng ta thực hiện cái nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 của Đảng, và cũng là năm mà diễn ra các cái đại hội của các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng ta. Do vậy, cái việc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, và cũng góp phần tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh. Thế thì để thực hiện cái nội dung này thì chúng tôi đã xác định cái vai trò của người đứng đầu của cán bộ hội là rất là quan trọng. Và trong cái thời gian tới thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội thực hiện một số những cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, chúng tôi tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cái chỉ thị số 05 CTVK, đặc biệt là chuyên đề năm 2020, sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều các hình thức phong phú và đa dạng để phù hợp với địa phương, giúp đỡ các cán bộ hội viên phụ nữ nâng cao cái ý thức trách nhiệm về ý nghĩa tầm quan trọng của chỉ thị trong giai đoạn hiện nay. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung vào đổi mới phương thức lãnh đạo, cái phong cách và cái tác phong trong quá trình hoạt động, chấn chỉnh cái kỷ luật, kỷ cương và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện cái nhiệm vụ của cấp hội. Cái thứ ba là thực hiện tốt cái yêu cầu ở trên thì gương mẫu tích cực, dưới thì tích cực học tập và noi theo. Xây dựng hình ảnh người cán bộ hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác sâu sát với lại thực tiễn, làm tròn cái trách nhiệm, tận tụy và khoa học, gần gũi với học hội viên, hiểu hội viên và nghe hội viên nói để hội viên hiểu và làm cho hội viên tin. Cái thứ tư là xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình làm theo Bác đã có hiệu quả trong thời gian vừa qua, như là ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tình thương, nuôi lợn nhựa, vân vân. Thứ năm là luôn luôn coi trọng cái công tác kiểm tra, đôn đốc và kịp thời biểu dương, rồi là nêu gương cổ vũ những tập thể, cá nhân có cái tinh thần học tập theo Bác, làm theo Bác và trở thành những cái nhân tố điển hình để xây dựng, tuyên truyền trong chị em phụ nữ. Và hy vọng rằng những giải pháp mà chị Thanh vừa chia sẻ thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa với việc học chuyên đề của năm 2020. Vậy thì còn đối với Hội Phụ nữ phường Đức Xuân thì sao ạ? Sẽ có những kế hoạch cụ thể gì trong năm 2020 này để có thể thực hiện tốt hơn phong trào học và làm theo Bác trong thời gian tới? Để thực hiện tốt phong trào học và làm theo Bác trong thời gian tới thì Hội Phụ nữ phường Đức Xuân cũng sẽ có kế hoạch cụ thể để làm sao xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Cụ thể như là tuyên truyền, vận động cán bộ hội thực hiện tốt tác phong lề lối làm việc, và cán bộ hội phải có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, và tập thể hội thì luôn luôn đoàn kết thống nhất về trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Phụ nữ các cấp đề ra, và thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì sau học tập các chuyên đề thì tập thể hội và cán bộ hội đều có việc làm cam kết học tập và làm theo Bác. Trong thời gian tới thì hội tiếp tục duy trì và phát huy những mô hình phong trào thực hiện có hiệu quả thiết thực, như là mô hình nuôi heo nhuyễn tiết kiệm, hũ gạo tình thương, rồi ống tiền tiết kiệm, và thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, trong chế biến, trong chăn nuôi, và thực hiện tốt mô hình nuôi con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, việc học và làm theo Bác không phải là từ những việc làm gì đó cao siêu, mà chính là từ những việc nhỏ nhất, những việc làm phù hợp với địa phương và có ý nghĩa. Và hy vọng rằng phong trào phụ nữ học và làm theo Bác sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng hơn nữa trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Dạ vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và chương trình khách mời trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.